chào các bạn, như đã nói lúc nãy thì anh Phi sẽ có một cái đơn hàng con tàu điều khiển từ xa 685-1. Mẫu này thì có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Anh khách thì chọn màu đỏ. Còn cái con 676-111, số thần băng giá gửi đi Lazada, anh Phi cũng đã xong rồi. Anh Phi sẽ cho nó qua một bên ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu test và đóng cái đơn này nha. Rồi, chào các bạn, để test cái con tàu điều khiển từ xa này thì anh Phi cần một chai nước. Để một hồi anh Phi giả lập môi trường nước cho nó. Hai là cùng khăn giấy ha, cho cái công việc giả lập môi trường nước. Ba là anh Phi mới đi chạy đi mua một cái cuộn băng keo giấy. Cái này gọi là băng keo giấy để ghi lên ha. Những ai thuộc thế hệ 8X hoặc là 9X đời đầu thì các bạn sẽ biết cái này nhiều. Hồi xưa đi thuê băng á, trên những cái cuộn băng băng video các bạn ngày xưa là thuê băng về coi phim nha, chứ không phải là coi YouTube như hiện nay đâu. Các bạn trên cái cuộn băng họ sẽ ghi cái này nè, họ ghi cái ngày cho thuê, rồi tới khi cái ngày bạn trả họ sẽ tính ngày để họ tính tiền. Cái đó là ngày thuê, là thuê băng, rồi sau này là tới thuê đĩa, rồi sau này là tới YouTube mà họ ra đời thì băng đĩa nó mới không có thịnh hành như bây giờ nha các bạn. Chứ ngày xưa là băng đĩa không đó. Muốn đi coi phim thì nhà phải có cái đầu máy chiếu băng, chiếu sau rồi xem xong thì phải có cái đồ quay. Trả băng bằng cái đầu máy, cái đầu máy chiếu thì nó mau hư cái đầu máy chiếu lắm, cho nên nó có đồ trả băng để vô các bạn quay ngược trở lại rồi các bạn xem. Có nhiều khi mà quay mạnh quá nó đứt băng luôn các bạn, rồi phải tháo ra rồi nối lại nó ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu quay trở lại với câu chuyện, nói về cái này thôi mà nói xa quá. Bây giờ thì anh Phi sẽ cái này dùng để làm cái gì thì một hồi nữa anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ test cái hộp hàng này. Tàu điều khiển từ xa thì thông thường nó sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm là đồ chơi và một nhóm là hàng chuyên nghiệp, gọi là hàng hobby đó các bạn. Hàng hobby thì anh Phi không có bán đâu, tại vì một là giá nó cao, hai là nó chơi nó sẽ khá nguy hiểm đối với các bạn. Tốc độ quá cao thì cái chân dịch ở đây nó quay sẽ mạnh và khi đó nó sẽ làm cho các bạn nguy hiểm ha. Cái thứ hai nữa là với cái giá chiếc mua một cái chiếc tàu điều khiển từ xa đồ chơi như thế này ha, thì chỉ bằng mua một cái viên pin hàng chuyên nghiệp thôi. Viên pin hàng chuyên nghiệp thì ngày xưa anh Phi cũng có mua, tại anh Phi cũng có xây dựng, anh Phi cũng có build một cái chiếc tàu. Nhưng mà cái viên pin đó lúc đó anh mua, Phi mua hồi như 750 á, cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Cái viên pin đó dung lượng cao, chạy nhiều, chạy lâu ha, anh Phi đầu tư. Nhưng mà sau đó thì không có đồ điều kiện chơi thì bỏ cái viên pin đó một thời gian là nó bị kiệt pin, là nó hư luôn. Rồi bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại với cái câu chuyện cái mẫu 685-1 này. 685-1 này thì anh Phi chưa biết rằng mình có hình chi tiết chưa, một chút xíu nữa anh Phi sẽ chụp sau. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ giới thiệu. Một là nó gồm có một cái tay điều khiển nha. Chiếc tàu này sẽ đi theo dòng sóng 2G4 nha các bạn, sóng chống trùng để các bạn có thể chơi nhiều tàu chung với nhau. Hai là chiếc tàu, ba là cái viên pin 3.6V 700mA, các bạn có thể chuyển qua chơi pin 3.7V 800 hoặc 500mA cũng được. Cái viên 3.7V thì nó sẽ nhẹ hơn viên 3.6. 3.6 thì nó ráp lại từ 3 viên 1.2, còn 3.7 thì nó chỉ là một viên, nhưng mà phải đổi cáp nha các bạn nhé. Cái cáp này thì chỉ sạc cho cái viên pin anh Phi thấy nó có cái lạ nè. Cái cáp này nó sạc được cho viên pin 3.7 luôn. Nó ghi là 3.7V 500mA nè. Chắc có thể là cáp này là cáp 3637 các bạn nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ sạc viên pin cho các bạn xem. Anh Phi đọc thông số sạc xong rồi. Thông thường thì với cái cục sạc Android như thế này, hoặc là với cái cổng sạc USB trên máy tính, thì các bạn nên sạc từ máy tính nếu các bạn cảm thấy ngại vấn đề về điện. Còn nếu không thì sạc bằng cục này nó sẽ nhanh hơn và nó chuẩn hơn. Và ở đây nó sẽ dùng sạc Android để sạc, nó không dùng sạc iPhone, iPad nha các bạn nhé. iPhone, iPad sạc không được đâu. Cắm vô đây và các bạn cắm vào đây luôn, và các bạn cắm vào ổ điện là nó sẽ sạc. Cắm vào ổ điện ở chỗ này. Cái chỗ này nó hơi lu bu nhiều dụng cụ linh kiện. Hồi sáng giờ anh Phi hết pin ở chỗ này mà anh Phi quên sạc cái này. Hôm qua anh Phi sạc tổng cộng 6 cục này thì đã sạc được 4 cục rồi, còn 2 cục sáng nay anh sẽ sạc luôn. Rồi ở đây anh Phi sẽ cắm vào sạc. Khi cắm vào sạc thì đèn ở đây nó sẽ sáng, các bạn thấy không? Đèn ở đây nó sẽ sáng. Nhưng trước khi sạc cái viên pin này, các bạn phải chơi cho nó kiệt pin nha. Phải chơi cho nó hết pin luôn rồi mới sạc. Cái dòng pin này nó là như vậy. Và ở Abo để anh Phi kiểm tra và anh Phi xả pin để nó kiệt pin thì anh Phi sẽ mượn ở đây ba cái motor ngân hà. Anh Phi nói vào nó như thế này, nó thành một cái trụ ba pin, ba ngân hà luôn để nó lấy pin cho nhanh nha. Anh Phi cắm vào. Khi cắm vào là nó sẽ quay nha. Anh Phi xem cái độ quay của nó để anh Phi biết pin mạnh yếu nha. Ở đây thì pin có rồi, cho nên là anh Phi sẽ không tiếp tục sạc nữa, mà anh Phi sẽ quay trở lại với câu chuyện test của chúng ta.
Về sạc thì cái viên pin này 700mAh thì các bạn sạc cho anh Phi khoảng tầm 3 tiếng nha, 3 tiếng đồng hồ nó sẽ đầy nha. Còn các bạn muốn chơi thêm thì các bạn mua pin thêm pin, anh Phi sẽ gửi thêm pin về cho các bạn, nhưng anh Phi sẽ gửi pin 3.7 nha. Pin 3.6 này nó đi theo sản phẩm thôi, còn pin 3.7 nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu thực hiện cái thao tác test cái chiếc tàu này. Trước hết thì chúng ta sẽ cho pin vào tay điều khiển cái đã. Tay điều khiển thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái con ốc ở chỗ này để nó tránh cái tình trạng là các bạn làm rớt cái nắp pin nha. Có nhiều bạn chơi bị rớt nắp pin lắm, anh Phi không hiểu vì sao, nhưng mà nhiều khi bị rớt cái nắp pin rồi nó khơi khơi vậy nè, lấy băng keo dán thì nó dướng dướng, nó dính dính ha. Pin ở chỗ này thì các bạn sử dụng pin 2A nha, cỡ pin 2A. Nếu các bạn chơi và lười lấy pin ra thì đi mua pin xịn, pin Marcel á, da nó bằng kim loại, bằng sắt thì nó sẽ bảo vệ tốt hơn và nó không có bị chảy muối ha. Trong 100 viên thì chỉ có 1-2 viên nó chảy muối thôi, còn viên này, các viên này thường nó sẽ bị chảy muối nếu các bạn để nó trong một cái môi trường nóng ha, và nó để một cái khoảng thời gian dài nó chảy muối làm hư cái đầu cực. Cho nên khi các bạn không chơi á thì các bạn nên lấy pin ra ha, cái điều đó là anh Phi dặn các bạn như vậy. Và ngay cả những anh mà bán đồ mà micro karaoke rồi các bạn, các anh cũng dặn như vậy. Tại vì hôm trước anh Phi với lại các bạn ở trong nhà có đi mua cái bộ karaoke ha, cái loa kéo á, để sinh hoạt văn nghệ gia đình, thì mấy anh ở bên karaoke mấy anh cũng nói vậy đó, có nhiều người đem tới chảy muối hư cực trơn. Thì ở đây cũng vậy, nguyên tắc đồ điện nó sẽ là như vậy nhé các bạn nhé. Còn remote TV ở nhà thì các bạn xài thường cho nên các bạn sẽ biết nó dễ hết pin và các bạn dễ thay, và xài thường thì nó sẽ không bị, những cái mà không xài lâu lâu xài nó mới bị ha. Rồi sau khi cho pin vào xong, các bạn bật ốp lên, đèn nó nhá nhá như thế này, đừng có quan tâm lắm tại vì ở trong này nó chưa có tín hiệu cho nên nó chưa kết nối được thôi nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ mở cái con tàu này ra cho các bạn xem ha. Đó, con tàu nhỏ gọn dễ thương chưa, chơi rất là vui. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ mở nè ha, mở theo chiều ngược chiều kim đồng hồ lấy nó ra ha. Rồi sau đó các bạn sẽ lắp cái viên pin vào ha. Ở đây cái chấu nó có sẵn nè, các bạn chỉ cần mở cái đầu này lên nó có cái ngàm ha, các bạn gài vô đó. Khi lấy ra thì các bạn bấm ở đây nha, các bạn đừng có kéo mạnh nha, bấm ở đây nè, bấm ở đây thanh trượt ở đây, bấm ở thanh trượt ở đây và kéo ra ha. Rồi viên pin thì các bạn để gọn xuống theo cái chiều của nó nha. Rồi sau đó thì các bạn cắm pin vào và các bạn lắp cái nắp vào là các bạn có thể chạy được. Và con này thì để anh Phi kiểm tra xem nó có cần mát nước không ha. Con này không cần mát nước nha. Vậy thì chúng ta sẽ không cần tới cái chai nước và cái cuộn giấy đó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ở dưới này nó không có hai nút mát nước, chỉ cần cắm vào mở on lên là chơi thôi. Đây các bạn thấy không, mở on lên là nó bắt đèn rồi. Khi nó bắt đèn rồi thì nó không có nhá đèn nữa. Đó, thấy không? Đây anh Phi sẽ bấm đây, anh Phi gỡ pin ra cho các bạn xem nè. Đó, rồi xong anh Phi sẽ mở on tay điều khiển lên nè. Đó, là nó chớp đèn không? Nó cần một cái nguồn sóng ở bên này để hai cái đấy nó fix với nhau. Đó, anh Phi cho cái cây chổi lông gà ra bên ha. Rồi đây các bạn, anh Phi sẽ cắm vô. Khi cắm vô là nó sẽ đứng đèn các bạn thấy không? Rồi khi anh Phi siết cò là nó chạy tới nè. Ha. Đó, nó khi nó chạy tới là nó sẽ quay cái motor. Và ở đây á, là cái pin ở trong này, hồi nãy anh Phi kiểm tra nó còn, nhưng mà nó không còn quá nhiều, cho nên á, là nó sẽ không có làm quay cái motor này đâu. Đó, bây giờ anh Phi sẽ sạc thử nó coi. Nó yếu rồi các bạn ơi, viên pin này yếu quá rồi ha, rất là yếu để mà kiểm tra. Bây giờ anh Phi sẽ chuyển qua anh Phi test nó bằng pin 3.7 nha. Anh Phi sẽ test nó bằng pin 3.7 cho các bạn xem. Về nhà các bạn sạc đầy cho viên pin này là các bạn chơi được nha. Và trong lúc chờ đợi thì anh Phi sẽ xả pin rồi anh Phi sạc lại ha. Tại vì cái này cũng tới chiều anh Phi mới qua nhà vận chuyển. Nè, anh Phi đang xả pin nè các bạn thấy không? Xả cho hết rồi mới sạc lại. Còn bây giờ anh Phi sẽ mượn ra đây một cái viên pin 3.7 để anh Phi test chiếc tàu này nha. Đây các bạn, viên pin 3.7V nè, 500mAh ở trong cửa hàng đây. Anh Phi mượn nó để anh Phi test chiếc tàu này. Về mặt cơ bản là test kỹ thuật nó thì pin 3.7 hay pin 3.6 nó đều vô được hết nha các bạn nhé. Đó các bạn thấy không? Ok chưa? Đó các bạn thấy không? Sau khi cắm vào xong thì viên pin 3.7 cũng có khả năng bỏ gọn vô trong này. Anh Phi lại thích cái này hơn. Thứ nhất nó làm cho chiếc tàu các bạn nhẹ hơn. Cái thứ hai nữa nó cái hộc pin của nó sẽ không có bị đầy theo cái kiểu này ha. Các bạn, anh Phi mới xả được có 1 phút là nó hết pin rồi thấy không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sạc pin lại. Nó luôn luôn là như vậy nhé. Bây giờ anh Phi sẽ cắm cái cáp sạc vào. Đó, sau khi xong xuôi hết thì anh Phi sẽ làm cái hộp.
rồi, anh Phi chờ tới chiều nay anh Phi sạc đầy pin của con này xong anh Phi mới đóng hẳn lại và anh Phi mang qua nhà vận chuyển để giao hàng nha. Rồi bây giờ thì đèn nó đang sáng nè, anh Phi sẽ để đây trong khoảng 2 tiếng cho tới 3 tiếng sau sẽ xong. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ mượn cái con này để anh Phi, cái hơi pin pin này để anh Phi test nè. Xuyết cò nó chạy tới nè các bạn thấy không, pin 3.7 và pin 3.6 nó đều vào đây được. Các bạn hỏi anh Phi là 4.8 vào được hay không, và các bạn bò hỏi 6.7.2 đều vào được nếu nó có cái cổng này. Nhưng cái bo này không chắc sẽ chịu nổi, cho nên nó là chúng ta chỉ dao động từ 36-37 thôi đó. Còn 48 thì bỏ không vô đâu, cái hộp pin này nhỏ quá, bỏ viên 48 không vô đâu ha, các bạn đừng cố bỏ vô, không vô đâu nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ nè siết cò là nó sẽ ha đó, tắt mở lại nha. Rồi bây giờ thì anh Phi cũng tắt mở lại ha. Sau đó thì đôi lúc sóng 2.4 là nó sẽ là như vậy nha các bạn. Sóng 2.4 đôi lúc khi các bạn mở ra nè, các bạn để cái tay điều khiển đây ha, các bạn cắm lại nè, đôi lúc nó sẽ không chạy nha. Cho nên là chúng ta cần là tắt nè, rồi tắt luôn nè, rồi làm lại từ đầu để cho nó nhận sóng nha, đơn giản vậy thôi. Mà khi nó nhận sóng xong rồi là bắt đầu nó chạy được. Và trong cái tình huống mà nó như thế này nè, khi chơi về các bạn mở pin ra pin vô nó sẽ đụng những tình huống này, cho nên anh Phi để thật để anh Phi giải thích cho các bạn đó. Trong những tình huống này thì tắt nè ha, off nè nè, rồi mở on lại nè ha, rồi cắm vô nè, rồi đó là nó nhận sóng lại, thấy không đó. Đây là sóng 2G4, nó sẽ có những cái thao tác chệch sóng như vậy đó, nó lạ vậy đó. Cho nên là anh em trong nghề với nhau thì họ hướng dẫn cách đó, chẳng hạn như các bạn tắt nè ha, nè bỏ pin vô trước nè, các bạn mở tay điều khiển lên nè, rồi nó chạy nè. Nhưng có những lúc nó làm như vậy không chạy thì mở pin ra off luôn và mở on lên gắn lại ha, là khi nó nhận fix sóng là nó chạy ngon lành ha, nó không phải bị hư đâu các bạn. Mà sóng 2G4 là sóng fix sóng, cho nên trong thao tác fix sóng nó sẽ có những cái tình huống đó và chúng ta xử lý bằng cách là off, tháo pin ra hoặc tắt công tắc off nếu nó có công tắc off, còn thằng này không có thì tháo pin ra mở on lại từ đầu, cắm pin vô là nó sẽ chạy ha. Này là tới nè, lùi nè ha, đó, rẽ trái nè, rẽ phải nè ha, là một bên motor. Khi mà rẽ trái á, rẽ trái nè là motor bên này nó đẩy thì chiếc tàu sẽ tự chạy về bên này, tự quẹo nha, nó vừa chạy nó vừa quẹo về bên này. Còn đẩy phải thì motor bên này nó sẽ chạy, và khi chạy thì không đút tay vô nha các bạn. Anh Phi không thể đút tay vô bởi vì nó sẽ chặt tay anh Phi, cho nên các bạn sẽ phải cẩn thận chuyện này. Rồi bây giờ mọi chuyện đã xong thì bây giờ anh Phi sẽ ốp, anh Phi lấy cái này ra ha, xong rồi ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ không nói về vấn đề về motor nữa, anh Phi đã test sóng, test hết mọi thứ rồi. Và bây giờ anh Phi đang nói về vấn đề hạn chế nước vào. Mặc dù ở đây nó có cái gờ, nó có cái gờ để tránh tình trạng là nước nó chui vào ha. Rồi khi các bạn lắp cái nắp này lại nè, nè ở đây ha, nó có cái gờ nè, các bạn chĩa sâu xuống ha, các bạn lắp cái nắp lại nè ha. Rồi mở cái này ra, rồi để xuống. Mặc dù là nó cũng đắp cái nắp ngược, cái gờ ngược, nhưng thực tế là khi các bạn chạy chồng chành á thì nước nó cũng sẽ vô. Cho nên anh em trong nghề với nhau thường họ sẽ dùng cái này ha, thường họ sẽ dùng cái này đây, họ sẽ dùng những cái này, họ cắt thành từng đoạn ngắn đó, sau đó họ làm cái gì các bạn biết không đó, họ dán lên đó. Anh em trong nghề thì họ không có cần chiếc tàu phải đẹp đâu, chơi tàu điều khiển từ xa thì họ sẽ dán như thế này đó ha, họ sẽ dán như thế này đấy các bạn thấy không, dán một đoạn ở đây xong rồi cong qua dán một đoạn ở đây để làm chi, để khi mà nước nó lên á thì cái băng keo giấy này nè nó sẽ hạn chế cái nước nó chui vào đây. Khi mà các bạn dán dòng qua tới đây thì ở đây là chỗ dễ vô nhất ha, nó khó nhất nè. Rồi chỗ này đi dòng qua đây ha, cắt từng đoạn nhỏ, chỗ này thì càng cắt nhỏ ra, còn chỗ này thì chạy một đoạn dài được, cắt nhỏ gán vô nha. Rồi là nó sẽ hình thành một cái thế nó như thế này, là nó sẽ đảm bảo được một phần nước vô trong này. Và khi các bạn chơi xong rồi các bạn muốn cất lưu trữ để cho nó đẹp thì gỡ ra, băng keo giấy được cái đó, các bạn nó không có dính cái kiểu của các cái băng keo này ha, nó không có để lại keo trên này, và cái chiếc tàu của chúng ta cực kỳ ok các bạn thấy không. Rồi cái tình hình là như vậy, cái viên pin này anh Phi đã thử xong rồi, nếu các bạn cần thì anh Phi gửi thêm pin ha, gửi thêm pin cho các bạn trong cái đơn hàng của các bạn. Rồi pin theo sản phẩm thì nó sẽ là như vậy, anh Phi đang sạc các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu ấm rồi nè, anh Phi để đây khoảng 5 phút mà bắt đầu ấm là tín hiệu nó đang sạc vô, đèn ở đây thì nó cũng đang thể hiện ha. Rồi tới đây thì cũng xong rồi đó các bạn, anh Phi chỉ việc đóng hộp nữa là xong, nhưng hộp thì chỉ là đóng thôi, anh Phi sẽ tạm để hết những cái này ở đây rồi ha, ốp công tắc rồi xong, dây sạc với cục pin thì anh Phi sẽ để đây. Anh Phi sẽ để qua một bên ha, giấy hướng dẫn. Thực sự ra các bạn xem cái clip rồi thì cũng chẳng cần xem cái giấy hướng dẫn này đâu,
nhưng mà đi theo sản phẩm nó có như thế này thì anh Phi cũng sẽ để như thế này. Rồi xong, bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua một bên nha. À, chờ pin chiều nay xong thì anh Phi bỏ cho vào. Chẳng hạn như nếu vô gấp á, thì anh Phi sẽ tính toán cái con đường pin khác. Còn bây giờ á, là giao bưu phẩm, cho nên chiều nay anh Phi cũng mới chạy qua bên giao nhận. Cho nên là bây giờ thì cứ thong thả mà sạc thôi. Bây giờ anh Phi sẽ lấy kích thước hộp của anh này và sau đó anh Phi sẽ đóng nha. Sáng nay thì anh Phi cũng còn cái thùng của Heineken. Thùng Heineken thì nó hơi to hơn so với cái thùng của cái bề này nè, nó to hơn, cho nên thôi anh Phi sẽ đi lấy cái thùng Tiger anh Phi đóng nha. Rồi các bạn, thùng Tiger thì cái bề ngang bề cao này nó 20, có nó 12, nó vừa với thằng này luôn. Nè, nó vừa ở đây á là vừa kích cỡ chứ không phải á là nó vừa khít nha, nó vẫn cao hơn chút xíu nhưng mà anh Phi sẽ hạn chế cái trái phải cho nó. Rồi sau đó anh Phi sẽ đóng cái hộp này nha. Thôi anh Phi dùng cái hộp này luôn đi nha. Rồi cho rồi chứ để mất công luôn luôn. Rồi tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ha. Các bạn có thể liên lạc và đặt hàng trên yêudochoichem.com hoặc các bạn có thể liên lạc qua Zalo. Các bạn đặt qua Zalo anh Phi nhận đơn cũng được, hoặc các bạn có thể đặt trên Shopee và Lazada. Shopee và Lazada thì hàng nó không đủ nhiều bằng yêudochoichem.com đâu các bạn, tại anh Phi không có up hết lên trên đó. Rồi tới đây thì xong rồi đó. Và bye bye và hẹn gặp lại các bạn.